Bích Phương kính chào quý vị. Hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 6 năm 2019. Đến với bản tin hoạt hình đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là tin quan trọng và trong phần 2 là phỏng vấn nhằm tìm hiểu về việc thành lập phòng đọc sách cô Giang. Để mở đầu, Bích Phương cứ mời quý vị theo dõi tin quan trọng. Ủy ban giám sát và cải cách Hạ viện chuẩn thuận việc kết tội xem thường quốc hội đối với Barr và Ross Ủy ban Giám sát và Cải cách của Hạ viện hôm thứ Tư 12 tháng 6 đã bỏ phiếu chuẩn thuận lấy quyết định kết luận. Hai Bộ trưởng Tư pháp, William Barr và Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, tội xem thường quốc hội. Cả hai đã giữ lại không giao tài liệu về kế hoạch thêm câu hỏi quốc tịch cho kiểm tra dân số năm 2020. Và sáng hôm qua, Tổng thống Trump cũng dùng quyền hành pháp ra lệnh ngăn chặn không cho giao tài liệu. Có 24 phiếu thuận và 15 phiếu chống trong ủy ban nói trên. Dân biểu Cộng hòa Mark Meadows cảnh cáo các đồng nghiệp về tính lịch sử của quyết định này vì có hai bộ trưởng bị kết tội cùng một lúc. Tội khinh mạng quốc hội là một tội có thể được thi hành theo nhiều cách. Cho đến nay, phe Dân chủ Hạ viện đang hướng tới hành động của các tòa án liên bang. Trong đó, họ sẽ yêu cầu một thẩm phán cho thực thi việc tuân thủ các trát buộc khai chứng của quốc hội bằng cách bắt nộp tiền phạt hàng ngày đối với các bị cáo hoặc thậm chí bắt giữ và bỏ tù. Dự báo vùng biển chết gần kỷ lục ngoài khơi Vịnh Mexico đe dọa các loài cá, một vùng biển chết vì thiếu oxy có diện tích gần kỷ lục có thể hình thành ở Vịnh Mexico trong mùa hè, đe dọa nhiều loài sinh vật biển, các khoa học gia tại trường Đại học Tiểu bang Louisiana cho biết. Khu vực này có thể trải rộng đến 20.577 km vuông, tương đương diện tích của tiểu bang New Hampshire và lớn hơn bình quân 15.000 km vuông trong năm năm qua. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân là do lượng mưa cao bất thường ở khu vực Midwest trong mùa xuân vừa qua, cuốn trôi phân bón chảy theo sông suối, đi qua lưu vực sông Mississippi, đổ ra vịnh Mexico. Chất dinh dưỡng trong phân bón tạo điều kiện cho tạo phát triển, chúng chết đi, phân hủy và làm cho nước biển thiếu oxy. Nhà sinh thái học đại dương Nancy Laplace của trường đại học tiểu bang Louisiana cho hay, khi nồng độ oxy thấp hơn 2 phần triệu, những con tôm, cua cá nào có thể bơi đi thì sẽ bơi đi hết. Những sinh vật ở tầng đáy không thể bơi đi có thể bị chết tại chỗ. Các nhà khoa học gia của Cơ quan Khí tượng và Hải dương Quốc gia Hoa Kỳ NOAA dự báo vùng biển chết có diện tích 20.277 km2, kỷ lục là 22.730 km2 năm 2017. Tổng thống tuyên bố gửi thêm 1.000 quân tới Ba Lan Tổng thống Trump hôm thứ Tư 12 tháng 6 tuyên bố hợp tác quốc phòng mới giữa Hoa Kỳ và Ba Lan và cho biết khoảng 1.000 binh sĩ và một phi đội máy bay không người lái Ripper đến Ba Lan để tăng cường năng lực phòng thủ. Trong bối cảnh có những lo ngại về các hoạt động quân sự của Nga, Tổng thống cho biết Ba Lan sẽ cung cấp căn cứ cơ sở hạ tầng để hỗ trợ sự hiện diện quân sự của khoảng 1.000 lính Mỹ ở nước này chính phủ Ba Lan sẽ xây dựng các dự án này miễn phí cho Hoa Kỳ. Ông Trump nói trong vườn hồng của Tòa Bạch Ốc, chính phủ Ba Lan sẽ trả tiền cho việc này. Kế hoạch mới của Mỹ còn bao gồm việc thiết lập một trung tâm huấn luyện chiến đấu mới ở trosco Momoski và nhiều cơ sở chức năng khác trong tương lai. Theo giới chức Mỹ, những chiếc máy bay không người lái Reaper sẽ được sử dụng để cung cấp thông tin tình báo tốt hơn cho Ba Lan. Mỹ cũng mong đợi sẽ thiết lập một đài bản danh quân sự ở đó. Nạn nhân bị cháy building Grenell ở thủ đô London nộp đơn kiện ba công ty của Hoa Kỳ. Các luật sư thay mặt cho 177 người sống sót và người thân của 72 nạn nhân trong vụ cháy chung cư Grenfell tại thủ đô London vào năm 2017, hôm 12 tháng 6 đã gửi đơn kiện lên tòa án tiểu bang Philadelphia ở Mỹ đơn kiện khẳng định chính những khiếm khuyết của các sản phẩm được cung cấp bởi ba công ty Hoa Kỳ là Whirlpool Corporation, công ty sản xuất vật liệu cách nhiệt, Cellotex Corporation và công ty kỹ thuật và sản xuất kim loại nhẹ, Arconic, chính là tác nhân gây ra vụ thảm họa hỏa hoạn chung cư Grenfell năm 2017. Tập hồ sơ dài 420 trang nêu rõ Vụ hỏa hoạn bắt đầu xảy ra từ nhà bếp của một căn chung cư trên tầng 4 và bắt nguồn từ một chiếc tủ lạnh bị lỗi do Whirlpool Corporation sản xuất bị cháy, sau đó lan ra 24 tầng của tòa nhà do lớp phủ và vật liệu cách nhiệt quá kém được Celotex Corporation và Arconic cung cấp. Các luật sư của hơn 200 nguyên đơn cũng cáo buộc rằng Celotex biết rõ rằng lớp phủ này không phù hợp để sơn một tòa nhà cao tầng nhưng vẫn cung cấp cho Grenfell. Hiện số tiền bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân vẫn chưa được tiết lộ. Thảm họa cháy chung cư 24 tầng Grenfell tại quận Kensington ngày 14 tháng 6 năm 2017 là vụ cháy gây thương vong lớn nhất nước Anh kể từ đầu thế kỷ 20 khi có 72 người chết và hàng chục người bị thương. Ngày 12 tháng 6, ông Donald Trump Jr., trưởng nam của Tổng thống Donald Trump đã ra điều trần tại Ủy ban Tình báo Thượng viện. Buổi chất vấn bao gồm nhiều đề tài, trong đó xoay quanh chuyện ông Trump con biết gì về dự án Tháp Trump tại Moscow. Về cuộc họp tại Tháp Trump từ hồi tháng 6 năm 2016 giữa Trump Jr., cố vấn chiến dịch tranh cử Jared Kushner và Paul Manafort với một luật sư Nga Nhân vật mà họ nghĩ là có thông tin gây bất lợi cho đối thủ phía dân chủ là bà Hillary Clinton. Các thượng nghị sĩ cũng chấn vấn ông Trump con về buổi điều trần của ông trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện hồi tháng 9 năm 2017, mà nội dung khai chứng trái ngược với lời điều trần của cựu luật sư riêng của Tổng thống Trump, ông Michael Cohen. Ủy ban tình báo Thượng viện là ủy ban duy nhất của Quốc hội đang tiến hành cuộc điều tra mang tính lưỡng đảng về sự can thiệp của Nga vào chính trị Mỹ nói chung và cuộc bầu cử tổng thống 2016 nói riêng. Ngoài ra, Ủy ban Tình báo Hạ Viện đã mời hai cựu lãnh đạo FBI ra điều trần về bản báo cáo của Robert Miller. Hai cựu lãnh đạo về an ninh quốc nội của FBI là ông Robert Anderson và bà Stephen Douglas, vốn đã về hưu trước khi cuộc điều tra Nga khởi sự, được mời ra điều trần vì Ủy ban Tình báo muốn có tiếng nói trung lập và không chịu sức ép chính trị. Tổng thống Donald Trump công khai phản đối việc dùng điệp viên CIA để do thám lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un. Ngày 12 tháng 6, Tổng thống Trump nói với báo giới tại Tòa Bạch Ốc rằng Tôi nghe thấy tin tức về CIA liên quan đến anh trai ông ta hay anh cùng cha khác mẹ của ông ta. Tôi sẽ bảo ông ấy rằng chuyện đó không xảy ra dưới quyền kiểm soát của tôi. Trước đó một ngày, tờ Wall Street Journal loan tin anh cùng cha khác mẹ của Kim Jong-un là Kim Jong-nam từng là một nguồn tin của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA. Ông Kim Trong Nam bị sát hại tại phía trường ở Kuala Lumpur, Malaysia năm 2017. Hiện chưa có bình luận gì từ CIA. Trong khi đó, ông John H. Park, cựu giới chức tình báo cao cấp của Mỹ chuyên về Đông Á, nay đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Brookings, chia sẻ với Reuters rằng, tổng thống nên hiểu rằng để giữ an toàn cho quốc gia, CIA cần phải thực hiện được công việc của mình là thu thập phân tích thông tin tình báo hỗ trợ cho nhiều chính sách và sáng kiến về ngoại giao quân sự và kinh tế. Thâm thủng ngân sách Mỹ tăng 39% trong 8 tháng đầu tài khóa. Theo bản báo cáo của Bộ Tài chánh Mỹ hôm thứ Tư 12 tháng 6, số tiền thuế chính phủ Mỹ thu được là tiếp tục lên cao trong tháng 5 vừa qua nhờ vào thị trường lao động bền bỉ. Tuy nhiên điều này không đủ để trả cho các chi tiêu của nhà nước. Theo bản tin của tờ Wall Street Journal, mức thâm thủng ngân sách của Mỹ tiếp tục tăng lên trong tháng qua do mức chi vượt quá mức thuế thu vào, khiến chính phủ bị thâm thủng 739 tỷ Mỹ kim. Thời gian từ tháng 10 năm ngoái tới tháng 5 năm nay, so với con số 532 tỷ Mỹ kim trong cùng thời gian năm trước. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ CBO ước tính Mức nợ so với tổng sản lượng nội địa GDP sẽ trung bình vào khoảng 44% từ nay tới năm 2029, cao hơn nhiều so với mức trung bình của 50 năm qua. Kính thưa quý vị, bản tin hoạt hình đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.